Đã rất nhiều lần người hâm mộ đặt ra nghi vấn quan hệ tình cảm của cặp đôi Sơn Tùng MTP và Thị Bảo Trâm khi mà họ thường xuyên xuất hiện với những món đồ đôi từ mũ nón, kính mắt hay giày thể thao. Tin đồn hẹn hò của Sơn Tùng và Thị Bảo Trâm đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng cho đến nay, cả hai nghệ sĩ vẫn chưa một lần chính thức thừa nhận. Dù vậy, người hâm mộ hầu như đã chắc mẩm về chuyện tình cảm này cả rồi. Cả Sơn Tùng và Thị Bảo Trâm đều thường xuyên đăng tải những hình ảnh ăn mặc thời trang cá tính. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng rất nhanh chóng soi ra được hai người thường xuyên diện đồ đôi. Sơn Tùng Bảo Trâm 5 lần 7 lượt mặc đồ đôi từ mũ nón tới sneaker. Cặp đôi chưa bao giờ xác nhận chuyện hẹn hò. Thế nhưng với những bằng chứng mà fan hâm mộ soi ra được thì rất nhiều người nghĩ hai nghệ sĩ này là một cặp. Cả hai cùng diện một kiểu dép màu trắng của Fila. Sơn Tùng và Thị Bảo Trâm thường xuyên diện giày đôi. Hầu hết những mẫu giày này đều là sneaker năng động trẻ trung và phù hợp với nhiều đối tượng. Dù là nam hay nữ đều có thể đi được. Chỉ tính sơ sơ, cặp đôi này đã diện cùng tới 4-5 mẫu giày. Mới đây, sếp đăng tải bức hình đi đôi giày thể thao có phần dây màu hồng và mẫu giày này Thị Bảo Trâm đã từng diện khoảng 6 tháng trước. Thêm một đôi giày nữa được hai ngôi sao này cùng diện và thuộc dòng Nike Air Fear of God có giá hơn 500 đô, khoảng 11 triệu đồng. Một lần khác, cư dân mạng cũng soi ra được hai người cùng diện một mẫu giày thô màu trắng của Atis có giá 210 đô, khoảng 4,8 triệu đồng. Cặp đôi tin đồn này còn có cả bộ sưu tập phụ kiện, kính mắt đôi. Ngoài giày sneaker, thì cặp đôi tin đồn này còn nhiều lần diện chung một mẫu mắt kính. Trước khi bị soi ra cùng đem một mẫu kính này, cả hai cũng đã từng bị fan bắt gặp đi mua sắm cùng nhau ở một cửa hàng thời trang. Mẫu mắt kính gọng trắng của Louis Vuitton có giá 953 đô, hơn 22 triệu đồng, được Sơn Tùng diện cực chất. Trong khi đó, thì Bảo Trâm lại sử dụng như một món phụ kiện, tạo điểm nhấn khi tham gia concert của Blackpink. Đã nhắc đến phụ kiện thì mũ cũng là một món đồ không thể thiếu. Và đương nhiên, Sơn Tùng và Thị Bảo Trâm cũng đã từng bị soi diện cùng một kiểu mũ. Nhiều fan hâm mộ đã đùa rằng có lẽ là một người mua, hai người dùng, khi những kiểu dáng này đều phù hợp cho cả nam và nữ. Cả hai từng check-in khi diện một set đồ tương tự nhau, gồm chiếc áo phông đen đến từ thương hiệu Celine và một mẫu quần jean màu xanh nhạt. Mẫu áo từ nhà mốt Celine có giá gần 550 đô, khoảng 12,7 triệu đồng. Cả Sơn Tùng và Thị Bảo Trâm từ trước đến nay vẫn chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò. Đôi khi được nhắc đến tên của đối phương, họ còn tránh né. Thế nhưng với những bằng chứng mà cư dân mạng soi ra được, không chỉ diện đồ đôi mà còn những lần đi mua sắm cùng nhau, người hâm mộ gần như chắc chắn về mối quan hệ này, chỉ chờ ngày hai nghệ sĩ công khai mối quan hệ nữa thôi. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.